Chào anh em nha, hôm nay chúng tôi có một mini show đây nha. Nhưng mà bầu trời đang không ủng hộ rồi. Thường thường anh em nói là tụi tôi không có làm mít trống, hôm nay chúng tôi có mít trống nha. Và tại sao có mít trống thì anh em coi đi biết. Đây anh Kiệt đang xách đèn nhưng mà chùm mũ luôn rồi nha. Tụi máy để đây luôn hả Kiệt? Ủa nó hồi mấy giờ hả? Ta xét trống nha anh em. 15. Chưa lên đó Thiện ơi. Chưa có lên, chưa có vô. Cái này nó có tài... lần thứ 5 của bé Thanh Pháp ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rất là vui khi được có mặt ở đây gặp gỡ tất cả quý vị và được hân hạnh đồng hành cùng với ekip thực hiện chương trình âm thanh Quỳnh Thiện, ánh sáng Trần Thái Kiệt. Cho phép chúng tôi xin được mở vé gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt. Cây và cầu nguyện điều ước cho bé Eric cho ngày sinh nhật lần thứ 5 hôm nay ạ. Bạn bè của Quỳnh Thiện Tú Phương thì cho phép tôi xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc thứ hai, ca khúc được mang tên Tắt Nước Đồng Đình. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe.
Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng liên tục chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của MC ca sĩ Ngọc Hưng. Chán là tụng ca đây bằng em. Ngoài kia bằng cũng lên sân khấu nha, lâu quá không gặp. Rồi, ca khúc đã được từng xa và xin được song ca với nữ ca sĩ Kim Bằng và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho ca khúc này được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều.
quý vị đã thưởng thức nhạc phẩm vừa rồi và cảm ơn những cành hoa rất là thân thương tặng đến Công Minh, tặng đến chương trình văn nghệ. Dạ quý vị ơi, liên tục chương trình thì anh Thanh Liêm và chị Hồng Son. Dạ xin mời chị ạ, sẽ cùng trở về sân khấu song ca một ca khúc gửi tặng tất cả quý vị. Xin mời anh chị. Quý vị ơi, chúng ta dành tặng cho đôi vợ chồng dễ thương của chúng ta một tràng vỗ tay đầy nhiệt tình luôn các bác. Cho con hát bài chút. Thành phố tặng trước luôn ha chú.
Oh,
chương trình dài gùng quá. Tặng anh bông đi. Anh Phú chưa tặng bông cho em anh Phú? Có nói gì nữa không? Không, anh Phú chưa tặng bông cho em nhắc nhẹ xíu vậy thôi. Bất hợp nha. Bây giờ thấy đây là yêu cầu Cẩm Quyền thì mời em Kinh lên hát với Cẩm Quyền một bài hát song ca. Quý vị đồng ý cho đôi song ca một tràng tay thật lớn đi. Đây có hợp lắm không? Song ca. Kinh ơi Kinh. Làm gì làm mình cũng hát với Quyền thiện em. Rồi, xin mời quý vị dành cho đôi trai tài gái sắc một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Hỏi anh hỏi em. Ca gì hình ảnh nó có hợp lắm không? À mình viết hai em à. Thank you.
quý thắng và quý vị đã dành tặng cho người dân, xin thành cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giọng hát rất là ngọt ngào của ca sĩ Kiều Hân. Anh em mình đi uống cà phê đi. Dạ đúng, ok. Không có gì nha, mà tiền nào hết tiền, mà lấy tiền đến vỏ to mày tặng nha. Thằng nào về A Hậu, nào ông Khải, nào về bà bán đó nè. Mình ở Cao Lãnh mình chơi phải rảnh đúng không? Không có về. Ở đây nha, thằng nào tao về mày mới về. Tao hát trên tư vực tàu. Thì bị hát không vỏ trời. Em mua trường khán giả. Gần hạ mà rồi tao về, em muốn tao về. Không có về nha Hậu. Không có về nha. Thằng nào về bà đó. Tôi cho nó ca đi, muốn ca. Bây giờ nè, mày cháy với tôi đi. Tôi cho nó ca đi. Nó muốn ca nè, 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 nè. Hợp lên cây với anh Lực đi. Nè, hợp lên cây với Lực đi. Cây với ai biết? Tài xế Việt Dương. Mày biết hát không? Biết hát thì hát đi, tao tặng con cho. Tiền, tao đổi tiền rồi tao tặng cho. Chị Bằng ơi. Chị Bằng. Chị Bằng ơi. Ông ấy cho bả giờ. Nếu mà không có gì thay đổi nha, chồng học về trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi giờ nói thiệt đi. Bây giờ nè. Bữa nay đi anh mê con bạn. Rồi giờ nói thiệt đi. Bây giờ nè. Bữa nay đi anh mê con bằng, anh mê con Nguyên. Thì là anh mê thân. Con xuống sân khấu đâu nội ơi, này quá. Người ta còn ca sĩ nhóc trời này ngồi đây hoài. Chúc du một bài trước khi ra về ạ. Và ngày hôm nay nhân ngày sinh nhật của bé Eric thì em đến với buổi tiệc hôm nay có một ca khúc dành tặng đến tất cả quý anh chị em qua một ca khúc được mang tên Vì Em Quá Yêu Anh ạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
ơi, chúng tôi chương trình xin mời tất cả quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh Lục. Xin mời tiếng hát của Như Quỳnh, quý vị ơi, chẳng hạn Như Quỳnh một tràng vỗ tay thật nhiệt tình được không ạ? Cô gái bán sầu riêng từ từ đi lên lại. Hey!
vẫn là niềm hẹn thứ ta cho trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của Swim Room. Vâng là rất là dễ thương. Thưa quý vị, liên tục chương trình xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Và xin mời con cầm xin được 20, xin được 20 bỏ túi. Xin được 20, xin được 20. Xin được 20. Vâng ạ, thưa quý vị, và trước khi để có phát chương trình cho buổi tối ngày hôm nay, mời xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Rêu Phong. Bả nghe em nói rồi, đừng có bỏ lỡ đi em ơi. Lên lấy tiền dễ khổ hơn à. Mấy anh ba nhà không có thích điều này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nữa thay mặt cho gia đình của Quỳnh Thiện, Tú Phương xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay chúng ta đã cùng đến với gia đình. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ còn có một buổi tối thật vui và một chiếc ngủ thật ngon với người thân yêu của mình. Xin cảm ơn và xin chân trọng. Ủa chưa ca luôn á, kết thì bị chậm à? Chưa quậy, chưa có quậy gì luôn á. Ủa mày phải nhảy rồi.